wake up with perfect hair, become an instant millionaire, uh-huh. You might even get a call from Sting, telling you he'd like to hear you sing. Maybe you could try that yoga thing. Woo! Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của chương trình Cà Phê Sáng. Ngày hôm nay với Kevin Ngô, Vũ Kiểm và Tường Minh. Xin chào hai anh. Chào Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm, chào Cà Phê Sáng. Good morning anh Kevin, chào bà chủ và chào quý khách hàng của Cà Phê Sáng. Sao bữa nay năm hết Tết đến chuẩn bị rồi mà sao chúng ta tự nhiên có một màu giống nhau quá ha? Trời lạnh thì mới mặc cho nó ấm áp. Hỏi khó quá, khó trả lời. Nhiều khi mình đi vô, mình nhìn qua nhìn lại, mình thấy ủa sao tự nhiên đụng hàng. Nhiều khi đụng hàng hoài à. Bây giờ nó có mấy màu, màu đen, màu trắng, màu chỉ có mấy màu thôi cho các ông chứ mặc đâu có nhiều đâu. Đúng rồi. Các ông còn bị giới hạn, các bà không lấy các ông mặc nguyên cái bộ đồ đỏ, bộ đồ vàng, bộ đồ xanh vô đây được. Nhưng mà nhiều khi Tết nhất cũng bắt buộc phải mặc màu đỏ hoặc màu vàng ấy. Đó là một cái áo thôi chứ anh đâu có nguyên complete là từ đầu đến chân màu đỏ đâu. Nếu mà mặc một cái áo không nó không có linh. Phải nếu đỏ phải đỏ từ ngoài vô trong hoặc từ trong ra ngoài. Anh không thấy có những cái Tết mà cái số lượng những cái đồ ngủ đó, chưa kể cái đồ lỉnh kỉnh kia cũng màu đỏ là bán chạy như tôm tươi. Mà đặc biệt năm nay nghe nói là Tết con heo phải không? Heo vàng đó chắc là cũng là cái tôn màu vàng từ ngoài vô trong. Anh người đi... ta thì người ta mới nói có lady in red, còn Vũ Kiểm mà bữa nào mà anh Vũ Kiểm in red thì chắc bữa đó men, mình men in yellow. Men in yellow. Chắc anh Vũ Kiểm mà nói hết. Anh Vũ Kiểm mà in red chắc có như cầu thang của mình là người ta get like. Vậy là anh không có đi hội chợ Đậu Đức à? Anh nhớ không, mình đi là hội chợ Đậu Đức có men in yellow đó. Nguyên cây có, màu vàng đúng luôn. Rồi đại ca, tôi gọi đại ca. Anh Huy. Mai Quốc Huy. Mai Quốc Huy, dạ vâng. Người ta ca sĩ, người ta ca muốn sĩ, làm sao cũng rồi, được hết dạ, còn anh dạ. Chỉ có ca lẻ thôi. Ủa, bộ ca sĩ là muốn làm sao cũng được hết hả? Còn mình lên không... sân khấu, người ta đứng trên sân khấu, người ta làm sao chứ đi ngoài đường kêu rồi, đó người ta được hận. Lời như cởi tấm lòng, tôi sẽ không ăn diện gì hết. Mặc dù lên TV của Việt TV, tôi mặc đồ bình thường, ordinary. Nói về cái vấn đề đó đó, từ mình nghĩ không biết là anh Kevin bữa nay có chủ đề gì không? Dạ. Có muốn chủ đề gì đặc biệt không? Chủ đề thì có nhiều lắm. Nhưng mà nói về cái vụ mà giống như là make up rồi ăn diện đồ đó thì tụi mình thấy đó là cái đó là cũng là một cái vấn đề, anh Kevin có thấy như vậy không? Nhưng mà bây giờ trước khi vô chủ đề mới á, có tuần rồi đó thứ sáu các anh chị nói gì trong này không biết nữa, nhưng mà email nè, text message nè, đủ thứ hết á, mọi người gọi vô nè, thứ nhất là người ta concern về cái tiền tiếp nè, cái thứ hai người ta concern về cái vụ mà một số cái khán giả gì góp ý vụ chữ thề á. Yeah. Liên tiếp á, thì người ta concern cũng cần phải phân biệt. Ở đây chẳng hạn như nếu bây giờ nói vô với cộng đồng người Việt mình đi thì có một hai cái nghề chẳng hạn như là làm nhà hàng, những cái liên quan đến nhà hàng nhưng nên là như đó. Rồi một cái nữa là bên ngành nail, ngành tóc. Nail tóc á, là cứ người ta tính trung bình là cứ 4 người Việt của mình là có một người làm nail hoặc là làm tóc. Là một cái con số rất là lớn. Anh đi làm nhà hàng đó thì anh được nhà hàng, chẳng hạn nhà hàng Việt Nam thôi, mình đừng có nói nhà hàng Mỹ, nhưng mà nhà hàng Mỹ cũng vậy thôi, cũng không có khác biệt nhiều lắm. Tức là lương cơ bản của anh đó, nếu là anh là cái người manager gì đó khác không nói, nhưng mà nếu anh là người waiter đó thì lương của anh khoảng từ 30 đến 50 đồng một ngày thôi, lương cơ bản thôi. Nên là cái tiền mà thu nhập chính của anh nằm ở tiền tiếp. Nhưng mà đối với bên cái ngành nail hay ngành tóc đó okay. Thì người ta được ăn chia chẳng hạn như là 5 năm, ít nhất là cũng là 5 năm, còn không là 6-4. Tức là người thợ được 6, còn người chủ được 4. Anh làm một cái người khách, một người khách nail đó trung bình là cũng khoảng chừng average là khoảng 50. Tóc là nhiều hơn, nhưng mà nail 50. 50 nếu anh được mà 60% đó là anh được 30 đô rồi. Còn người khách đó, tự vì phần lớn khách của ngành nail đó lại là khách Mỹ, nên là ít nhất người ta cũng cho là 15%.
Có những người chơi sọp có thể ý bên Nga Việt là cho 50 hay 100% cũng có, nhưng mà cái chuyện đó ít, mình cứ tính là minimum là 15. Mình tính 10 thôi là cũng được là 5 đô. À, 50 đồng là 5 đô. Nên là lúc đó tiền tiếp nó lại cái vai trò của tiền tiếp ở trong đối với những người mà làm nail làm tóc cũng là lãnh, cũng được khách cho tiền tiếp, cũng tính theo cái service, nhưng mà tiền lương của họ thì cao hơn. À, nên là đối với những người mà làm tóc thì họ lại là không có tiền tiếp, cũng là một cái tiền của họ, nhưng mà là không có nó quá nặng nề giống như những người làm nhà hàng. Nên mình cũng cần phải, người ta đề nghị là cần phân tích rõ, đó là chuyện của là tiền tiếp. Còn chữ thề, còn chữ thề. À, anh Vũ Kiểm. Dạ. Hai đứa nhỏ, cái này là sự thật trong 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 gia đình của, okay, của em nha, hai đứa. Một đứa 18 19 tuổi từ Việt Nam đi qua đây. À, gia đình gửi qua đây du học. Một đứa cũng 18 19 tuổi ở đây. Thì cái đứa mà ở bên Việt Nam nó qua nó nói chứ chữ thề trong tiếng Anh nghe nó nhẹ hơn. À, còn cái đứa ở đây thì nó lại nói rằng không, chữ thề trong tiếng Việt nó nhẹ hơn. À, bây giờ giả sử như anh Vũ Kiểm đi, anh thấy không? Không phải bữa trước các bác gọi nó nói, nhưng mà ở đây nè, cái từ mà what the đó có phải chữ thề không? Chữ thề. Yes. Đúng. À, chứ chưa nói là what the phở nha. Đúng. À, chỉ nói what the thôi là cũng đã chữ thề rồi. What the ba chấm. Đó, à, what the ba chấm. Mấy đứa nhỏ nó nói what the là mình nói. Đó là một chuyện thứ nhất. Cái thứ hai, mother là cũng là nặng, quá nặng nề rồi, đúng không? Đúng. Đó. Nên là nếu mà gọi là Mỹ mà không chữ thề là cái đó không đúng. Cái từ what the đó, đó là nó a lot. Ok. À, what the hell cũng là chữ thề vậy. Đúng. À, nên là đôi khi mình nghe đó, à, đối với người Việt của mình, nhất là các cô, các bác, những người mà lớn tuổi, thì là nghe nói tiếng Đan Mạch đó, là thấy nó kinh khủng quá. Đúng không anh Vũ Kiểm? Đúng. Nhưng mà à, đó là cái sự mà khác biệt. Bây giờ giả sử đó, đó là bây giờ chữ thề đi. Bây giờ nói chuyện tình cảm đi. Anh Vũ Kiểm bao lâu rồi anh nói với bà xã là anh yêu em? Almost, hay là love you? Không. Không, không, nhưng mà anh nói anh yêu em hay là anh nói love you? I love you. Đôi khi tùy, tùy theo cái khung cảnh của cái không, nhưng chuyện. Mà tỷ lệ, bây giờ em hỏi anh, okay, là tỷ lệ với bà xã hiện tại của anh, bà cũ em không biết. Nói tiếng Việt nhiều hơn. Tí dụ như là xoa dịu một cái tình hình nặng nề nào đi, ha. Hoặc là trong cái tình chữa huống cháy. Gọi là à, chữa cháy. Hoặc là trong tình huống mà nịnh đầm đi. Ừ. Em à, em có biết là anh yêu em lắm không? Không? Tức là hay dùng cái chữ anh yêu em hơn là honey, I love you more than I can cái say. Đó là trong những cái tình huống mà anh nói, okay, là serious. Okay. Còn bình thường đó mà anh gọi ở ngoài bình thường đó là cái từ I love you đó, em nghĩ là hoặc là love you là cái từ mà dễ nói nhất. Đúng, nhưng mà tôi không có gọi một cách khơi khơi là cứ tự nhiên cái I love you giống như con vẹt. Không, giả sử anh gọi phone, giả sử anh gọi phone cho bà phone. Xã, end up the phone. Không, à, cũng không có cái câu bye bye là I love you honey, bye hen. Không có. À. Ok, thôi bye. À. Thôi. Ok. Ok. Sao nên anh Vũ Kiểm là mà anh làm survey là nó trật hết trơn. À. Không giống ai hết trơn. À, ông là có người tôi là... khô khan lắm. Thật ra anh hỏi anh là coi như là... Trong cái tỷ lệ mà coi như là 1%. Dạ, đúng rồi. Chớp quốc đó. Trong 500 anh em á là coi như ổng là đa số mà 499 người còn lại là khác. Còn anh là khác anh Vũ Kiểm? Chớp quốc. Vậy hồi đó anh có sinh ngược không? Không sinh ngược nhưng mà bị cho là coi như là không giống ai trong nhà. À, okay. Black sheep in the family. Có nhà có 10 người, ba anh, ba chị, ba em, có mình tôi không giống ai. Con giáp thứ 13. Yeah. Ok anh. Cái, đúng thì không phải là chỉ có cái tiếng Đan Mạch mà tiếng Mỹ với tiếng Việt khác nhau nữa. Kể cả vùng miền của mình cũng vậy nữa. Ví dụ như miền Nam chữ khác, miền Trung chữ khác, miền Bắc chữ khác, mà mình đi ra Huế mình nghe họ chữ thề mình nghe nó vui tai lắm. Chính xác. Tiếng Việt của mình nó phong phú quá. Đúng. Nên người ta họ chửi đó nghe chóng mặt. À, còn giả sử tiếng Mỹ nó cũng chỉ lý mịch có vài từ thôi. Dạ. À, phải không Vũ Kiểm? Anh không biết là anh thấy như thế nào á, chứ mà dân miền Nam, dân miền Tây á mà đi ra Huế mà nghe mấy ông xe ôm rồi chửi á là đứng cười ngất à. Tại vì nghe nó lạ tai lắm. Bắc Kỳ còn kinh khủng hơn nữa. Người Bắc thì chửi thì nghe thì nó hơi nặng, nhưng mà đi ra Huế đó là nhiều người, yeah, kể cho tụi mình nghe lắm. Là đi ra Huế nghe mấy anh Huế hay là mấy cô, mấy người gái Huế thì không có chửi, chỉ có gái Bắc đó, thì sau này, sau 75 thì gái trai gì cũng chửi nhiều hết.
Nhưng mà đi ra Huế là khi mà nghe họ chửi cái giọng Huế đó, tôi nghe mình nghe nó không có giống chửi vậy chứ. Ví dụ mà nếu mà nói ở đâu đó, chẳng hạn như đó, nếu mà nói về người Bắc đó thì anh Vũ Kiểm anh nói được, tại vì không, còn mình đó không, là mình, cái này là sự thật. Còn nếu mà nói về người Huế thì để Chú Cơ nói, còn nói về người Nam thì mình người Trung thì mình nói mấy, không mất công cái này đúng không? Dễ hiểu lầm đó. Không thì chè ba màu ba miền thì nó có những cái hay của nó, nhưng mà đang đang nói về chửi của Bắc Kỳ, nó đi vào văn chương, văn học sử nha. Cái bài mà chửi gà đó, chửi con gà ăn cắp gà đó, nó được đi vào trong cái chương trình đó, chứ không phải là không đâu, thì đại khái là như vậy. Nhưng mà bây giờ mình đâu có nói tới cái vụ chửi đâu, đúng không? Đúng, anh chỉ recap lại thôi. Mình chỉ có thắc mắc á, là thí dụ như trở lại vốn giống như là anh Vũ Kiểm nói là lên TV phải make up rồi kia cái nọ, thì mình muốn thấy có mình coi một cái clip một người bạn ở Việt Nam á, như là họ rất là lam lũ đi ra đường, họ không có trang điểm make up gì hết, thì mình mới nhớ lại anh Vũ Kiểm nói như vậy, thì mình nhớ lại hồi xưa cũng có những lúc mà có một cái cô vợ đi lên TV làm, nhưng mà anh chồng nhất định là không có cho make up. Make up xong rồi bắt chùi. À không có chịu. Rồi một cái nữa là thí dụ như gia đình mấy ông bà già lớn chút xíu lấy con dâu về. Thí dụ như lấy một cô. Cưới con dâu về. Lấy là anh chồng mới lấy chứ ông bà già đâu có lấy. Cưới con dâu về. Thí dụ như đem ở Việt Nam qua đi. Xong tự nhiên mình ngồi mình thấy là bàn tán xôn xao anh. Okay. Ê, cái con nhỏ này nó trưng diện quá. Nó son phấn, nó chuyên diện quá, không có tốt. Thì quý anh nghĩ như thế nào? Cô đó có chuyên diện quá. Cô đó có chuyên diện thì anh đó anh mới rước qua. Chứ hồi đó cô không chuyên diện anh đó, anh đâu có chịu rước qua. Anh Vũ Kiếm? Tôi đồng ý với lại một trong những cái lý do anh Cao Vân vừa trình bày. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây như chị Tường Minh vừa mới chia sẻ đó, thì tôi cho cái vấn đề nằm ở bên phía người đàn ông, người chồng. Cái đó nó cho người ta thấy rõ là người chồng không có được tự tin, sợ vợ mình đẹp bị mất vợ. Đó là cái điều thực tế nhất. Mà nếu làm như vậy đó thì nó sẽ hurt, đụng chạm tự ái tới người phụ nữ. Người phụ nữ, một trong những cái mà người ta cảm thấy vui là được khen đẹp, biết làm đẹp. Và trong khi bây giờ cấm tiệt hết, giống như một người chồng mà trong Afghanistan, chính sách Taliban ngu dân không cho phụ nữ lái xe, không cho phụ nữ mặc đồ đẹp, chỉ tối ngày mặc cái áo bít bùng như vậy thì ai chịu nổi. Tôi cho là người đàn ông là người có trách nhiệm trong phụ nữ. Anh Vũ Kiểm đã ra in return, người ta mới cho lấy bốn vợ. Tự vì bây giờ giả sử giống như bây giờ anh Vũ Kiểm đi, anh có tiền, anh có nhiều tiền quá, đúng không? Bây giờ bọn anh đi cưới vợ mà bây giờ trùm đầu trùm mặt hết rồi, anh không thấy, cưới về anh thấy cô đó không, xấu quá, hoặc là nói chung là không vừa ý anh đi, sao đẹp là tùy người, không vừa ý anh. Anh sẽ lên anh cầm lên, anh sẽ nói trời ơi cái này không công bằng, con mua mèo trong bị tùm lum tà la hết, đúng không? Thì ông họ mới đổi luật, họ cho anh cưới hai vợ. Tới anh tiếp tục, anh là cái người mà cũng như contribute tiền bạc cho nói chung là cho cái tôn giáo nào đó. Thì bây giờ anh sẽ lần thứ nhì không được, lần thứ ba không được, lần thứ tư không được. Thì cái ông đó nói chứ làm gì tới ít bữa nó lên tới mà không lấy cho người ta họ lấy tới 10 vợ. Nên lúc đó đó là lý do, nên là ổng mới nói anh muốn lấy nữa cũng được nhưng mà phải ly dị một bà. Anh chỉ được lấy bốn bà thôi. Okay. Nhưng mà có thể một lý do nữa là ở cái vùng đó cái tỷ lệ sinh ra con gái nhiều hơn con trai. Nhưng chứ mà ai cũng bốn bà rồi, chỗ đâu mà lấy con gái đâu mà đủ mà chứa. Nhưng mà anh có thích bốn bà không? Hả? Bốn bà hả? Thích chứ. Có là anh Vũ Kiểm. Nếu tôi là bà chủ Tường Minh, tôi hỏi thẳng, hỏi ngay và hỏi thật. Có sức không? Có sức không? Anh, tại sao anh quan tâm cái chuyện đó? Ủa? Phải chứ. Anh đâu có cần nè, quan tâm. Sâm nhung yến quế của Vinashop nè. Anh Vũ Kiểm, anh đừng có lo cái vụ mà có sức hay không. Người ta nói yếu á. Thì gì? Mạnh thì dùng sức, yếu thì dùng trước. Đó là một, nhưng mà có thêm những cái khác nữa, phải sao cho nó đồng đều. Không? À. Làm mà vườn thì phải khai nương, mà làm trai bốn vợ phải thương cho đồng. Một tuần có 5 ngày à? Một 2, 3, 4, 6, 7 ngày anh nghỉ 2 ngày chứ. Okay. Nếu vậy thì phải 5 vợ. Một bà một ngày. Chấp, nếu anh có sức. nhưng mà trở lại là Tường Minh thấy là cái chương trình lần trước mình nói là người đàn ông mà take care lo lắng quá cho vợ, thì anh Vũ Kiểm cũng thân ao là ô cái ông này sợ mất vợ.
nên phải thích khe lo lắng quá. Bây giờ tới cái chuyện make up hay là chân diện, anh cũng turn out ra là nói ô cái thằng này nó sợ mất vợ. Đúng. Cái gì anh cũng quy về cái người đàn ông bữa này nào sợ đó, mất vợ. Bữa nào cái đó gặp. Là đã có những cái thống kê cho thấy những người đàn ông thiếu tự tin mới có những cái hành động, những cái quyết định. Như bữa nào á, bữa nào như mình lén lén mình nói chuyện với chị nhà, nói bây giờ đó. Mời chị đó. bây giờ chị em muốn thử để làm cái survey, nên bây giờ chị chân diện thử một tháng đi. Chị chân diện lúc nào chị cũng chân diện rồi. Để coi thì anh Vũ Kiển ý kiến. Policy ở nhà tôi không chân diện thì không có, đừng nói chuyện tôi. Tôi không muốn nói chuyện người nói chuyện người đẹp phải chân diện. Nhưng mà có những người á, thí dụ như là nói là hôm qua em đi tỉnh về Hương Đồng gió nổi ba đi ít nhiều rồi, người ta muốn là một người phụ nữ giống như là mộc mạc chân quê. Sửa soạn lên chút xíu là hôm qua em đi tỉnh về Hương Đồng gió nổi ba đi ít nhiều rồi, trách cứ rồi. Thấy đúng không? Rồi. Chứ đâu phải là ai cũng thích người phụ nữ là sửa soạn son phấn chân diện đâu. Có nhiều người họ không thích như vậy. Đồng ý. Đồng ý. Chứ đâu phải là người ta nói là ồ người ta không có muốn vợ chân diện là người ta sợ mất vợ đâu. Anh cái gì anh đa cũng quy số, về mất đa vợ số, đó. Không, đa số. Cho nên áp dụng chính sách ngu dân ngay từ trong nhà, không cho vợ đi đâu một mình hết. Sợ vợ bị sa ngã. Tối ngày nhốt nó ở trong nhà, nó đi ra thấy bầu trời thênh thang giống một con chim ở trong lồng. Đi ra ngoài cái bầu trời nó lớn mà nó đẹp bay thoải mái. Về nhà dĩ nhiên phải có suy nghĩ chứ. Lúc mà hỏi anh vậy thế này thế kia, bà lại có cái ý tưởng gì đây? Ngày sau sỏi đá không cần có nhau nữa hả? Bởi vậy tôi mới bắt bà trong nhà tôi giam hãm hoài là như vậy. Đâu, những cái đầu óc coi ai? Như là hả? Thời buổi này đâu có ai giam ai được đâu, ai cũng có chân. Nếu chị nói thời buổi này không ai giam ai được thì tôi cũng có thể lập luận là thời buổi này cũng còn ít những người mà có cái quan niệm là chân quê em đi tỉnh về muốn Hương Đồng cỏ nổi lắm. Sorry, Bel Air bây giờ nó là một cái nhịp sống mới, một cái nhịp sống trẻ, nó tươi mát, nó phải rầm rập rực lửa. Đúng không? Anh Vũ Kiểm, hồi kia đó, cái chuyện mà những cái đó người ta lo này thế này thế kia đó là chuyện trước đây. Okay. Chuyện mấy chục năm trước kìa, thời mà cái ông bà kìa, chứ cha mẹ là cũng thay đổi nhiều rồi. Từ vì thời đó đó cũng như là con trai á với là quan trọng, con gái ở nhà chỉ lo phụ gia đình gì nọ, lo toàn bộ cho thằng con trai. Còn bây giờ đó mà lúc đó là con nhiều nữa, gia đình nào có nhiều năm, gia đình 5-7 người con, còn bây giờ đó gia đình đó, trung bình là 2 người con. Okay. Thì bây giờ đứa con gái hay thằng con trai gì đó đó mình cũng sẽ làm giống nhau, nhưng mà thôi tạm thời bây giờ mình chạy thương tin thương mại đó. Dạ. Chứ không bị la. Dạ vâng. Dạ. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát sau một vài thông tin thương mại sau đây. Good morning sunshine, today could be your lucky day, everything will go your way. Wake up with perfect hair, become an instant millionaire, You might even get a call from Sting, telling you he'd like to hear you sing. Maybe you could try that yoga thing.